lại thấy thánh chúng niệm phật liên tục niệm phật là tu hành phần trước quý vị đã thấy cúng dường là tu phước tu huệ cúng phật nghe phật giảng kinh tu cả phước và tuệ niệm phật liên tục niệm phật liên miên niệm phật được công phu gì nói để quý vị hiểu tám vạn bốn nghìn pháp môn pháp môn vô lượng không lìa câu phật hiệu này trong tiếng niệm phật có vô lượng vô biên pháp môn chỉ niệm một câu Phật hiệu Đã tu được vô lượng vô biên pháp môn Bạn có biết không? Không cần tìm cái này, tìm thứ khác Tìm thế nào cũng phải tìm đến niệm Phật Chỉ tìm một thứ thôi Cái này làm tổng, làm đầu mối Câu Phật hiệu này chúng ta cũng có căn cứ Không phải là nói lung tung những đại đức đời tùy đường đã nói cho chúng ta biết chuyện này có trong kinh này là lời tựa của cư sĩ mai quang hy đã nói rất rõ Tùy đường là thời hoàng kim của Phật giáo Mười tông phái đều được xây dựng từ thời đó Những bậc đại đức tổ sư Đã từng cùng nhau thảo luận Thế tôn Tất cả những kinh điển được nói trong 49 năm Bộ kinh nào Có thể đại diện đầy đủ nhất cho Phật Pháp Hình như tất cả những đại đức tổ sư Đều chọn kinh hoa nghiêm Bởi thế hoa nghiêm được coi là Pháp Luân cơ bản Nói theo cách nói ngày nay Khái luận Phật học thì nội dung của nó bao trùm tất cả Đại thừa, tiểu thừa, tông môn, giáo môn, hiện giáo, mật giáo, hoa nghiêm có đủ Bởi thế, Kinh Hoa Nghiêm được công nhận là nơi hồi tụ của tất cả Pháp học hoa nghiêm là học tất cả pháp tất cả các tông các phái đều là cành nhánh của kinh hoa nghiêm không thể tách rời gốc rễ kinh hoa nghiêm được coi là gốc rễ thành phật cuối cùng của hoa nghiêm được thành thế nào Chúng ta đọc kỹ hoa nghiêm Cuối cùng Thiện tài đồng tử 53 lần tham vấn Đã cho chúng ta thấy Lần cuối cùng Vị thiện tri thức thứ 53 Chính là Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát Phổ Hiền thập đại nguyện phương đạo về cực lạc Đến thế giới cực lạc Đến đây mọi người mới thấy được Thì ra cuối cùng Trốn về là quay về thế giới cực lạc Thiện tài đồng tử Cùng đến thế giới cực lạc Với Bồ Tát Phổ Hiền Tu hành bằng phương pháp nào? Niệm rốt ráo một câu Phật hiệu Dấu hiệu nào cho thấy điều đó Lần thứ nhất trong 53 lần tham vấn Vị thiện hữu đầu tiên trong bát thập hoa nghiêm Là tỳ kheo Đức Vân Trong tứ thập hoa nghiêm Là tỳ kheo Cát tường vân Là một người Họ tu pháp môn gì? Bàn châu tan muội Chuyên niệm Phật A-di-đà Bàn Châu còn được gọi là Phật Lập Tam Muội Một kỳ là 90 ngày 90 ngày không ngủ Không ngồi Chỉ đứng trong 90 ngày Chỉ có thể đi lại Nghĩa là niệm một câu A-di-đà Phật Chuyên niệm A-di-đà Phật Ngày nay chúng ta có thể thấy một câu A Di Đà Phật tất cả pháp môn đều ở trong đó là tổng kết kinh Hoa Nghiêm A Di Đà Phật kinh Hoa Nghiêm là nơi hội tụ của các pháp môn tụ hội đến cuối cùng là một câu A Di Đà Phật Công đức Phật hiệu bất khả tư nghì không ai biết được điều này Pháp Sư Quán Định Sống vào thời Càng Long Đời Nhà Thanh đã biết được Ngài nói Con gặp nạn lớn Tội nghiệp rất nặng Tội ngũ nghịch thập ác Quả báo đang hiện ra Tất cả kinh sám nhà Phật không thể cứu được Không cách nào giúp được Nghe nói cuối cùng có một cách có thể cứu con Biện pháp gì? Chân thành niệm Phật Cầu sinh tịnh độ Thì tội nặng cỡ nào cũng có thể hóa giải chúng ta tin niệm với tâm thái nào vạn phần thành kính câu phật hiệu này thành tựu vạn phần thành tựu của ta không thua của ngài huệ ngắn công đức danh hiệu bất khả tương nghị ngày nay xã hội động loạn tai nạn trên trái đất ngày càng nhiều dùng cách nào để cứu dùng một câu a di đà phật có thể cứu được vùng nào càng nhiều người niệm phật thì nơi đó càng an toàn có thể hóa giải tai nạn không thể hóa giải tất cả nhưng nó sẽ giảm nhẹ rất nhiều đấy là điều chắc chắn chúng ta phải biết nên buông bỏ vạn duyên nhất tâm chánh niệm